nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút vi thao tay nhịp nhàng. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học phép tin biết cách nhân chia, chẳng đánh mang những em thơ. Điều hay ấy chính cô dạy em bỏ má trường nên yêu. Học cách tinh em quen dần dần, học ghép chữ xinh xinh thành vần. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học những cuốn sách quý thân thương, hành những thiếu nhi rất chăm ngoan. Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường nên yêu. Nhìn thế giới quanh em hiền hòa, giọt nước mắt mưa rơi thèm nhà. Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Đoàn kết tốt gắn bó keo sơn, từ tấm ba đã biết yêu thương. Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường bên yêu. Nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngòi bút viết.
Thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đến đây xin được khép lại tại đây. Thay mặt cho các bạn trong đội văn nghệ, em xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Đã đến giờ làm việc, em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể các bạn đội viên đứng lên chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đội nghi lễ vào vị trí. Nghiêm chào cờ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về phía hội cha mẹ học sinh, xin nhiệt liệt chào mừng ông Đỗ Anh Tuấn, hội trưởng hội cha mẹ học sinh nhà trường, cùng đại diện các bác đại diện cha mẹ, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Đến chung vui và chúc mừng với nhà trường còn có các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Huy Hoàng, đại diện cho Ngân hàng Nông nghiệp Vị Xuyên. Đến dự buổi lễ còn có đồng chí Phạm Văn Tú, nguyên là cán bộ quản lý nhà trường. Xin nhiệt liệt chào mừng. Xin một tràng pháo tay chào đón cô giáo Trần Thị Hằng, cô giáo nghỉ hưu đầu tiên từ mái trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Xin nồng nhiệt chào đón. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đồng chí trong ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên cùng toàn thể em học sinh nhà trường. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng ạ. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thầy cô giáo cùng toàn thể em học sinh thân mến. Và tiếp theo chương trình như sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ, viên chức, các bậc phụ huynh và các em học sinh yêu quý, trong niềm hạnh phúc, không khí ấm áp tình cảm của Ngày Nhà giáo Việt Nam, cho phép tôi được thay mặt chi bộ, ban giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh trong nhà trường xin nhiệt liệt chúc mừng và bày tỏ sự kính trọng tới các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cán bộ, viên chức đã và đang công tác có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp chồng người dưới mái trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã trở thành địa chỉ tin cậy để các bậc phụ huynh trên cả tỉnh tin tưởng lựa chọn gửi gắm con em đến học tập và rèn luyện. Làm nên những điều tuyệt vời đó không ai khác chính là các thầy cô, người đã tạo nên nó, xây dựng, vun đắp cho uy tín, thương hiệu của ngành trường ngày hôm nay và sự phát triển trong tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo cũng như các cán bộ, nhân viên nhà trường đã và đang công tác trong nhà trường. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh có một năm học đạt kết quả cao và luôn là con ngoan, trò giỏi của gia đình và nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Thầy và trò nhà trường rất vinh dự được đón đồng chí Lê Đình Trung, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu đầu tiên với thầy và trò nhà trường trong buổi lễ trang trọng và ý nghĩa này. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị phụ huynh học sinh của toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay thật vinh dự cho tôi được ở đây
cùng tham dự buổi lễ kết tinh của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chị vui và các em học sinh có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã khẳng định vai trò vô cùng to lớn của giáo dục. Vì lợi ích người ngăn phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Các thầy cô giáo đã và đang ngày đêm âm thầm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của thị trấn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Hôm nay trong không khí long trọng của buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 này, cho phép tôi được thay mặt các bậc phụ huynh học sinh đang có con em học tập tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường. Cần những người giúp gần bằng được ban đại diện phụ huynh học sinh, chúng tôi có một bó hoa tươi thắm xin được gửi đến các thầy cô giáo. Và tôi xin mời anh Huy là phó ban đại diện phụ huynh nhà trường, chị Phúc cùng lên tặng và kính chúc các thầy cô giáo. Tôi xin được cảm ơn ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh yêu quý. Hòa chung không khí tưng bừng chào đón ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của cả nước, tôi rất vinh dự được thay mặt các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày lễ tôn sư trọng đạo trang trọng này. Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự nỗ lực hợp tác tốt từ phía học sinh. Chính các em là nguồn cảm hứng, là động lực để các thầy cô phấn đấu, là sức mạnh để thầy cô dành trọn tâm huyết với nghề. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng ngôi trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng thật sự chất lượng, hiện đại và toàn diện. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu có một sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo có nhiều niềm vui, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp chờ người thầy cao cả. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng có ngôi Bác Hồ, xứng đáng là học sinh của ngôi trường mang tên Lý Tự Trọng của Lý Vị Xuyên, tỉnh Hà Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Môn địa lý.
2. Cô giáo Đỗ Thị Bình, môn Sơn Hà. 3. Cô giáo Từ Thị Ngọc Dung, môn Ngữ Văn. 4. Thầy giáo Đào Anh Vũ, môn Mỹ Thuật. Và xin phép các giáo sư đội và kính mời đồng chí Lê Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Xuyên lên sân khấu theo quy định.
về việc khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Thường Trọng quyết định điều 1, khen thưởng 9 học sinh có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và sau đây tôi xin thông qua danh sách, đọc các bài giám khảo em khẩn trương lên sân khấu. Danh sách khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng ngày giáo Việt Nam 20 tháng 11. 1. Em Trần Văn Đoàn, lớp 6A. 2. Em Nguyễn Thanh Thủy, lớp 6A. 3. Em Phạm Huyền Trang, lớp 6B. 4. Em Vũ Quốc Việt Anh, lớp 7A. 5. Em Phạm Thành Thiên, lớp 7B. 6. Em Trần Huỳnh Thu Thảo, lớp 8A. 7. Em Phùng Mai Hương, lớp 8B. 8. Em Trần Thị Thu Hằng, lớp 9A. 9. Em Hoàng Gia Lộc, lớp 9B. Xin được tạm giới thiệu cho các cô giáo như là chương trình Bí thư Bộ Điều Đình Mặt Trời đưa ra bầu cử. Congratulations, your
question too. Why do people celebrate this special day? Who has the answer? Why do people celebrate this special day? Who can answer? Khi mà chúng
chúng mình nói stand up please, có nghĩa là mời các bạn đứng lên, hoặc là chúng mình nói sit down please, tức là mời các bạn ngồi xuống, thì các bạn sẽ đứng lên hoặc ngồi xuống. Nhưng khi chúng mình chỉ nói stand up hoặc là sit down, tức là đứng lên, ngồi xuống mà không có lời please, thì các bạn sẽ không được làm gì cả. Các bạn đã hiểu rõ được chưa ạ? So, everybody please stand up. So, we're player drum first. Chúng mình sẽ có một lần chơi ngáp thôi nhá. So, stand up please. Sit down please. You must make it fast. Stand up please. Stand up please. Sit down please. Stand up. Stand up please. Sit down. Are you understand the rules of the game? Yeah. So now we're coming to the real game. Everybody, are you ready? Yeah. So let's get started. Sit down please. Stand up please. Stand up please. Sit down please. Sit down please. Stand up. Stand up please. Stand up please. Sit down please. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Stand up please. Sit down. Sit down. Sit down, please. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Sit down. Sit down, please. Sit down, please. Stand up. Sit down, please. I'm I like
bụi phấn. Em yêu chị là bài như vậy. Thank you. Các bạn có thuộc bài hát này không ạ? Vậy thì bây giờ bản trường chúng ta sẽ cùng hát theo và cổ thật vui. Hát theo các bạn ấy nhá. Con ơi, con lớp 7 à? Làm hoàng vào. Khi mày biết là 2, 3 khi mày biết là bụi phấn. Em ơi nói sát nào.
here. So please give her a present. So we are come to the first song and music, please. Để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, của cha mẹ, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.